Chào các bạn, đây là loại hàng mới nha các bạn ơi. Đây là hôm 60 các bạn ơi. Các bạn thấy không, cái hôm luôn này. Thế này đấy, này mình sẽ mới xử lý xong, đẹp mê ly luôn. Đấy, đây là hôm 60 60 đấy các bạn. Cái nào giống cái nào hết đấy. Còn đây là hôm 48 các bạn này. Đấy, hôm 48 48 cũng đẹp, rất là đẹp, chắc chắn. Đây, phía trong của nó này. Đấy. Thì ai có người anh em nào có nhu cầu thì cứ alo đặt hàng cho mình nhá. Nhớ đặt hàng trước 2 ngày nhá, vì có hàng đấy các bạn. Đấy. Dạo này bán rất đắt hàng các bạn. Đấy, nên hàng cháy luôn. Vâng, rồi. Có gì thì cứ alo cho mình nhá. Chúa ban phước cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để rồi có thể thêm những cái video mới nhé. Ngày mai mình sẽ cố gắng đi thả lươn cho các bạn xem. Ngày mai xin thời tiết cho đẹp đẹp là mình đi thả. Đấy. Xin chào các bạn nhé.